Hàng năm vào ngày 12 tháng Giêng, lễ hội làng Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội lại tưng bừng diễn ra. Với nhiều tiết mục đặc sắc, trong đó sôi nổi nhất là phần thi bắt vịt. Ở đây, từ người già trẻ nhỏ đều chăm chú theo dõi màn tranh tài của các đội. Trong cuộc thi này, ban tổ chức cuộc chơi sẽ thả một con vịt, mỗi đội sẽ có 3 người thi. Vịt được người dân trong làng ủng hộ, do vậy số lượng vịt mỗi năm có sự chênh lệch khác nhau, phụ thuộc vào số lượng người ủng hộ. Năm nay ban tổ chức nhận được gần 30 con vịt. Các thanh niên trong một đội luôn trong tư thế sẵn sàng, chỉ cần ra hiệu lệnh từ phía ban tổ chức là cả ba đều nhảy tõm xuống nước, màn 3 cân 1 bắt đầu. Người nào bắt được vịt sẽ được lấy vịt và được tiền thưởng từ 200.000 đồng đến 4 triệu đồng, tùy vào số tiền người dân ủng hộ cho phần thi đó. Những pha rượt đuổi của đám thanh niên dành cho chú vịt, tuy 3 cân 1 nhưng rất khó để bắt vịt, bởi có con còn lặn đến cả vài phút đồng hồ. Phía bên trên, khán giả có lúc nín thở theo dõi hoặc có lúc vỗ tay tán thưởng. Hoặc mỗi khi các thanh niên tiếp cận gần, chú vịt lại bay chiêu, vẫy cánh lách giữa hai người để thoát thân. Sau khi hai bạn chơi bỏ cuộc vì quá kiệt sức, một thanh niên đã cố gắng bơi thi với vịt mấy vòng hồ. 10 phút sau mới có thể tóm được vịt với trị giá lên đến 3 triệu đồng. Theo quan niệm của người dân nơi đây, hội thi bắt vịt với ý nghĩa cầu cho thủy lợi tốt lành, mùa màng tươi tốt.